Kính thưa quý vị, từ tình yêu dành cho những hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, mà đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, và mong muốn mang nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, cô gái người Malaysia Zhang Vin đã có những hoạt động kết nối với các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế nhằm giới thiệu đời sống nghệ thuật tại Việt Nam với cộng đồng. Cô cũng thường xuyên tổ chức các lớp hội họa cho người lớn và trẻ em, với hy vọng giúp họ có thể khám phá chính mình thông qua các hoạt động sáng tạo, và họ có thể tiếp cận với nghệ thuật một cách tự nhiên nhất. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện đưa nghệ thuật đến gần hơn với cuộc sống của Zhang Vin trong tiểu mục Việt Nam và tôi ngay sau đây. Basically, you know, every single thing is inspiring for me. So, I think that for an artist, it would be something that it would be inspired them as well to see such a energetic and life, you know, in one city. Yeah, so you can really get a lot of things from this city just by walking around in the street. Yeah. Well, I've been in Vietnam for 10 years, so I think that it's definitely picking up at the moment. So it's getting more and more, and then I see that it's a little bit trend of a lot of artists coming to stay in Vietnam because of like you know, like kind of quite a good life. Actually, it's quite relaxing. I think that art has been one important thing in Vietnamese. Yêu thích hội họa mỹ thuật ngay từ thuở nhỏ và theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp khi trưởng thành. Chính tình yêu dành cho nghệ thuật đã dẫn dắt Zhang S. Nguyễn đến với nhiều nơi, nhiều quốc gia trên thế giới để tìm cảm hứng sáng tạo. Vào năm 2009, khi cùng gia đình đến thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên, cô đã rất ấn tượng với một thành phố đầy năng lượng và có rất nhiều điều thú vị. You know, like I never found such an easy city that in Saigon that you go into the airport, it's half an hour. Come out from the airport, it's like a half an hour, or sometimes it's less, just 20 minutes to get home. And then if you are tired, you want to go to the beach, it's 1 hour away. So, I mean, like in the which cities that you can find such a you know, like an easy way to go around, you know. So I think it's like, you know, like why I'm still here is because of like, it's of course many things happened in life, and why I'm still here is because I feel like, you know, in this city it's give me a lot of different things. Like, you know, it's much more easy if, let's say, compared to the rest of the city. Thích du lịch, cô đã dành thời gian khám phá nhiều nơi ở đất nước còn mới mẻ đối với mình và nhận ra Việt Nam có rất nhiều điều hấp dẫn về văn hóa, về sự gắn kết giữa con người, và ngay cả một thành phố đông đúc và bận rộn như Sài Gòn thì mỗi người vẫn tìm thấy những không gian đầy chất nghệ thuật và đầy cảm hứng. I bet that this is a little bit like it's in the city, but is examples are in the cities, but people are so connected. People are so connected in Saigon, but we back in Malaysia, we only talk to our friends, but not with anyone on the streets. But I could really do that in here without like feeling threatened, or feeling, you know, like people feeling I'm threatened them. Or in this part, so I feel like that's a big difference, and yeah. I think that they're really interested. So it's like if we go to example this space, you know, like you can see a lot of youngsters start to take photo, you know, around the arts that surrounding them. So that is like a basic interest, right? If you like something, then you take a photo of it. So, I mean, I really feel like, you know, like they do really like it, but they just have no, like, explore to it yet. Like when I'm young, I don't have that chance, so that is how I think about them. Yeah.
Mặc dù đã đi qua nhiều quốc gia và choáng ngợp trước nhiều nền văn hóa trên thế giới, cô vẫn dành một tình yêu đặc biệt cho Việt Nam. Từ cảm hứng cuộc sống tại thành phố Hồ Chí Minh, cô đã quyết định lưu lại nơi này và tiếp tục tình yêu lớn nhất đời mình tại đây, tình yêu dành cho hội họa. Để có thể thực sự hòa mình vào dòng chảy nghệ thuật của mảnh đất này, Savin đã dành nhiều thời gian gặp gỡ, làm việc với những họa sĩ Việt Nam, lắng nghe họ chia sẻ để hiểu hơn về tư duy nghệ thuật của họ. Definitely Vietnamese artists and their work is very, very interesting because of the cultures, you know, and I think that in Vietnam they have like a certain cultures that is not other people can capture, because for me, like, Vietnam have go through the colonized and Vietnam have go through the communists, and then now it's going through the modernism as well. So I think that this is one of the countries that that experience such a different in culture change in history, impact the feelings and people seeing, you know, like how the life should be or how the art should be and their point of view in life. So that is affecting quite a lot for the art, I think. So I would say like a Vietnamese art is very interesting, and when I work with foreign artists, it's completely different as well. It's like a completely different cultures, you see. So for me, like both are interest me a lot actually. Yeah. Of course, like young Vietnamese or young artists or artists whoever who live in Vietnam, they are reaching that social media as well. So when they reach on the social media, then it gives a lot of feedback on how and why we can and we can't. So this happens, and then, you know, it's create more and more artists like to willing to wanted to say something, I would say. Yeah. Sau một thời gian, cô nhận ra Việt Nam đang khác biệt từng ngày và nghệ thuật cũng vậy. Nơi đây đã từng trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau và tiếp nhận nhiều nền văn hóa của nhiều thời đại. Vì thế, đời sống nghệ thuật ở đây không hề đơn điệu hay nhàm chán, mà ngược lại rất nhiều màu sắc. In Vietnam for 10 years, so I think that it's definitely picking up at the moment. So it's getting more and more, and then I see that it's a little bit trend of a lot of artists coming to stay in Vietnam because of, like, you know, like, kind of quite a good life. Actually, it's quite relaxing, and it's quite, you know, easy to stay in Saigon, and people are more friendly, you know. And then I think that it's picking up, and more gallery opens, like the new art space is opening in D2, and I think, yeah, it's getting there, you know. But then I think in Vietnam, art is always something that it's like a culture, because you know, like, Vietnam have the history of art by like a art cultures, like from the colonized of French, and also, like, I think that art has been one important thing in Vietnamese. So I do see, like, you know, it's getting more and more in the sense of, like, it's getting more and more happenings in this city in Saigon. Yeah. Chính từ những cung màu đa sắc trong dòng chảy cuộc sống mà Việt Nam ngày càng trở nên thú vị trong con mắt những nghệ sĩ quốc tế. Càng làm việc với họ trong những dự án triển lãm nghệ thuật cộng đồng, Savin càng nhận ra từng khoảnh khắc cuộc sống tại đây, dù là những hoạt động bình thường nhất, cũng mang đến cho họ nhiều điều để suy ngẫm và tìm hiểu, như dự án với đề tài giao thông của Nathan, một nghệ sĩ đến từ nước Úc và đã lưu lại Việt Nam trong suốt 4 năm qua. Is one of the biggest topic in Vietnam at the moment, because I've been here for 10 years, and
each year you can gradually see it's getting more and more crowded. So when I first know Latin and then we talk about this topic and it interests me. It interests me because it's the topic that you know, you see it every day, you experience it every day by yourself, and I feel like it's very close to me and it's very close to everyone. So when we start to work with the project and then we realize that, you know, we want to create this and make people more understand about what's happening at the moment, yeah, in terms of the traffic, yeah. Yeah. When I first started this project, it was kind of going off the saying, you can describe Saigon as a city of small favors and short errands, meaning that everybody's driving their motorcycle to go do a favor for somebody. So it's just they start in point A, go to point B, which is somewhere around their neighborhood. Go back to point A, their house, then go to another point B somewhere in their neighborhood. So it's all these like little journeys in their prospective neighborhoods. So, and then when you get into traffic and understanding that everybody is trying to get from point A to point B because they got to drop somebody off, they have packages, they need to, I don't know, pick up their kids. It's just like, okay, I can understand why a city of 8 million people, why traffic is the way it is. And it just, looking at it that way, it gives me better understanding. And just, I guess, kind of, how can you say it? It's like, it just calms me down when I understand it. You know, if I can put a reason, because from outside, traffic can look nonsensical. It can look manic. Like, I know the first time I came to Vietnam, I was like, what is going on? But then once you understand the reason behind it, it's like, oh, okay, better understanding, and then therefore more acceptance, I guess you could say. You know, from an outside perspective, like, the traffic looks insane. But there is reasoning behind it, and there is a rhythm behind it, and there is a way of navigating through it, you know? And that's what I want this project to be about, just understanding, you know, from outside, it looks chaotic, but once you understand it, it makes more sense. And there's the reason why traffic is the way it is. Không chỉ là nơi chứa đựng và thu hút nhiều tài năng nghệ thuật, Sevin còn nhận thấy hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, mà cụ thể là tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, ngày càng phát triển, song hành với sự phát triển của kinh tế và cuộc sống. Ở Việt Nam không chỉ có các loại hình nghệ thuật truyền thống, mà còn có các ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao vào quá trình sáng tạo, như Trung tâm Nghệ thuật Cộng đồng, The Factory tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm trưng bày nghệ thuật đương đại mới ở Sài Gòn, tích hợp nhiều chức năng toàn diện như công nghệ trình chiếu 3D, được thành lập với mục đích hỗ trợ kết nối cộng đồng nghệ sĩ trong nước và ngoài nước, cũng như thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật nước nhà. Với nỗ lực hội nhập với nghệ thuật quốc tế, Sevin tin tưởng rằng Việt Nam sẽ là vùng đất màu mỡ cho hoạt động của nhiều nghệ sĩ. I think definitely, like, Vietnam artists have been, you know, like, moved to another levels, that it's been like going the different directions and using more different media, which is very exciting to see. So people always see like the old Vietnam, which is like more in the paintings and more into the traditionals, but actually in Vietnam, it's not true. Actually, Vietnamese artists, there is a lot of contemporary Vietnamese artists in Vietnam and in overseas as well. They would like to develop this space as an art space, and then there is a library, and then there is art workshops, and then there is a cafe in here. So the first exhibitions that they put up here is called the techno. So they're trying to mix a lot of like a contemporary, you know, like a different kind of medias in together for the first exhibition. I think this is kind of like a very new medias that for it's quite like a trend at the moment. So I'm very happy
happy that someone have bring this and curate the shows and make it like happens in Saigon. And then Senat have been trying to do a lot of different kind of medias and with the artists in Vietnam and artists internationally as well. So I'm glad that there is another space that factories that they're trying to do these programs to mix different medias and to promote it. Nhận thấy Việt Nam có rất nhiều điều kiện thuận lợi cho các nghệ sĩ trong và ngoài nước hoạt động nghệ thuật, Savi mong muốn trở thành một chiếc cầu nối giúp đưa những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo và đầy cảm xúc đến gần hơn với công chúng. Bắt đầu thực hiện từ năm 2009, nhưng phải đến năm 2011, cô mới kết nối thành công với các nghệ sĩ tại Việt Nam và giới thiệu các tác phẩm của họ tại phòng tranh Vin Gallery của mình. Cho đến nay, phòng tranh của cô đã giới thiệu các tác phẩm của hơn 40 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế như các nghệ sĩ Đoàn Xuân Tặng, Hồ Hưng, Trọng Ly, Nguyễn Đình Vũ, Yuheyama, Christopher Kocher, v.v. Chúng tôi đến Vin Gallery vào một ngày oi nồng, nhưng nụ cười thân thiện và vẻ cởi mở từ Sevin và đồng nghiệp đã làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dịu mát hơn. Không gian phòng tranh nơi Sevin sáng lập và làm việc hàng ngày ngập tràn sắc màu của nghệ thuật. Ở đây, nữ nghệ sĩ người Malaysia đã gắn đam mê vào công việc của mình để đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng. Yeah, in the Vin Gallery, we are doing the exhibitions very often locally in this gallery, and we travel around different countries in these regions, example Hong Kong, Singapore and Taiwan for an exhibitions, and we join the art fairs as well in different countries. So it means that we bring a lot of different artists from what we representing in the gallery to oversee to having our exhibitions. And in here, we do have the art markets in the Vin Gallery as well to support all those like young artists where if they are the crafter, they are not even like a painter, we support them as well by doing art markets 4 times per year in order for them to face the customer, to create a platform for them, to face the customer, get the feedback from the customers and to improve their products. So we involve quite a lot of different type of the artists, you know, like in this space, we try to create some things, it's like for the community. Ngoài những hoạt động nghệ thuật cộng đồng tại Việt Nam, Sevin còn cố gắng giới thiệu những tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Nam ra thế giới thông qua các buổi triển lãm quốc tế. Bởi cô nhận ra, những chủ đề về văn hóa con người của các nghệ sĩ Việt Nam luôn có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với nhiều người yêu nghệ thuật trên thế giới. Definitely a lot of tensions for the Vietnamese art, which each time that we put out an exhibition from a local artist, it would be, you know, a lot of like a good feedback in terms of like the topic wise, because for a foreigner like us, we feel like it's very exotic on how local people think and how their minds work and what they want to try to tell in their painting. So yeah, it's a lot of like feedbacks and questions being asked for every single exhibition we exhibit here for the local artists. Yeah. Sevin tin tưởng vào tương lai lớn mạnh của đời sống nghệ thuật tại Việt Nam và đang từng ngày nỗ lực đóng góp vào sự phát triển. Nghệ thuật là một lĩnh vực mang tính đào thải cao, phải đủ đam mê và tâm huyết mới trụ lại được. Cô không chắc mình có thể trụ lại bao lâu, nhưng cô tin vào các họa sĩ, vào tài năng và sức sáng tạo của họ và vào sự phát triển của môi trường nghệ thuật tại Việt Nam, mà đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. More and more artists that created in Vietnam, as long as like, you know, more and more, I wish that more and more gallery that will be opened to support the artists actually, and internationally, I would say like I wish also more and more gallery willing to make the investment, you know, to bring artists to overseas and to showcase their work, yeah. Ngoài những hoạt động tại phòng triển lãm tranh, Sevin còn có một không gian nghệ thuật mở khá độc đáo, được các gia đình người nước ngoài và cả người Việt Nam sinh sống chọn làm điểm đến để cùng vui chơi. Họ đến không chỉ để xem tranh, mà nếu thích, bất cứ ai cũng có thể thoải mái học vẽ.
Ý tưởng về một xưởng vẽ cộng đồng xuất phát từ những giấc mơ của Sevin khi còn là một cô bé, khi cô không có đủ điều kiện để tiếp xúc với nghệ thuật. Vì thế, cô muốn mở các lớp học nghệ thuật cho mọi người, đặc biệt là em nhỏ, để các em có thêm kiến thức, hiểu biết về nghệ thuật, cũng như hình thành, nuôi dưỡng và phát triển tình yêu nghệ thuật. My actual dream is to have a gallery actually, but then couple years ago I start with the green space first. It's because of like I see how important is the education for us. So if examples that you have the education for children and then they know what is art and then they will appreciate art later. So that is for, you know, like the whole that kind of process to go through like how they appreciate art. So you can't be, you know, like ask them like, oh, art is good. They don't understand. So I think that art should be educated. It's very important fields in every single child that they've been able to know and separated and visually, you know, to enjoy, you know, the beautiful things or any nice things or any, you know, wow, different point of views in life. Trẻ em được hun đúc tình yêu nghệ thuật từ lúc nhỏ, thì khi lớn lên, tình yêu với nghệ thuật sẽ giúp các em nuôi dưỡng tâm hồn, cảm thụ. Biết cảm thụ vẻ đẹp cuộc sống để từ đó sống có lý tưởng và cuộc sống của các em sẽ có nhiều cảm xúc. Sevin rất vui mừng khi cô thấy càng có nhiều người Việt nhận thức được điều này và càng ngày càng có mong muốn cho con em mình và cả bản thân họ tiếp xúc với nghệ thuật và hội họa. Our studio has been open for 5 years and people who come in the first year I would say is mostly expat. You mean like people who from foreigner, so that would be like 90% and 10% of like Wei Kiew or local Vietnamese. And then recent year, actually until now, I would say like it's 50-50, and sometimes even like 60-40, 60 for local people and 40. So we see like even in just a very short time, like 5 years, and it have a lot of changes. Yeah. Lý giải cho điều này, Sevin cho rằng là do người Việt Nam ngày càng nhận thức được tầm quan trọng và ảnh hưởng của nghệ thuật trong đời sống tinh thần. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu thưởng thức nghệ thuật càng cao và đây chính là một tín hiệu tích cực trong đời sống của người Việt. The demand is obviously there because for the past 5 years there is more and more studio like this opens as well. In this Thảo Điền itself, there is already 3 or 4. So yeah, it's a lot of demand for it. So it's just what you do and how you do it. For us, it's like we just wanted to gather, you know, something special for our customer and keep running some things that we are good at. So we give to our customer the best we can. And then if there is a competitor, that is still, you know, for us is okay because you can't stop the competitions for us. It's because I think that they found the space, they found place to, they can do art and the place that they can enjoy seeing art. So then they feel, ah, actually, I liked it, you know. I think it's already inside of everyone that they liked it. It's just like never been shown, yeah. Mong rằng trong tương lai, với những người bạn đồng hành thân thiết cùng với tâm huyết dành cho nghệ thuật tại Việt Nam, Sevin sẽ ngày càng có nhiều dự án hữu ích để kết nối đời sống nghệ thuật với cộng đồng. Gắn bó với cuộc sống tại thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm, chứng kiến nhiều sự đổi thay và phát triển của thành phố, Sevin chưa bao giờ ngừng yêu cuộc sống tại đây. Ngay cả trong những thời gian rảnh rỗi, cô vẫn thường hay thăm thú những địa điểm mà cô yêu thích và tái hiện lại qua những bản vẽ của mình. I try to put Ho Chi Minh City in my drawing. I think this city is very, very energetic and Ho Chi Minh City is kind of like a city that never sleeps. So, yeah, I try to put it in my artworks here. Yeah. I particularly really like this church. It's because of like it's full of history and it's very, very beautiful. So, yeah, I like anything that is beautiful.
nghệ thuật và hội họa tại Việt Nam đã trở thành cuộc sống của Sevin. Cô rất hạnh phúc vì mình được sống tại nơi mình vô cùng yêu thích và còn được nơi đây truyền cảm hứng cho con đường hoạt động nghệ thuật của mình. Cô luôn giới thiệu cho những người đồng nghiệp quốc tế về một Việt Nam tràn ngập sắc màu cuộc sống và là một nơi lý tưởng giúp người nghệ sĩ khơi nguồn sáng tạo. Definitely, you know, like advise any artist friend of mine to come to live here. In fact, that I have a friend of mine who are Japanese, and he came here last year for a week, and he's planning to stay here now, and he's doing his visa and to come and stay here because I give him really like you should come here, you know, you should live in this city because it will change a lot of things on what he think on his artworks and another reason is because of I think this city is very easy to live with. Yeah.